Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức quốc tế 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, một số hãng thông tấn tại Kiev cho biết, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky ngày càng không hài lòng với giám đốc tình báo quân sự Kirin Budanov và bộ trưởng quốc phòng Rustem Umerov có thể thay thế họ trong những tuần tới. Fox Ukraine trích dẫn một quan chức trong nội các tổng thống và hai nhà lập pháp trong Ủy ban Quốc phòng rằng những thách thức ngày càng tăng ở mặt trận là lý do chính dẫn đến sự thay đổi về nhân sự theo các nguồn tin của forbes các cuộc thảo luận về việc sa thải ông bunanov đã diễn ra trong ít nhất một tháng người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự được cho là có mối quan hệ căng thẳng với tham mưu trưởng andrei Yermak và tướng alexander zelensky tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang ukraine bunanov bị cáo buộc tự mình thực hiện một số hoạt động mà không thông báo cho ông zelensky hoặc phối hợp với bộ tổng tham mưu gây nguy hiểm cho một số đơn vị ở tiền tuyến ông zelensky cũng được cho là không hài lòng với một số hoạt động của cơ quan tình báo này ông James thì dường như không thích Budanov. Theo Forbes, những người có sức ảnh hưởng với giới truyền thông và được đối tác ủng hộ ở Kiev có cùng quan điểm. Yemak được cho là đã cáo buộc Budanov lan truyền tư tưởng thất bại khi thảo luận về các điều khoản chấm dứt xung đột. Bộ trưởng Quốc phòng Umerov được bổ nhiệm vào tháng 9 năm ngoái để thay thế ông Alexei Renikov, nhưng theo truyền thông Ukraine, Ông đã không thực hiện các cải cách mà ông Zelensky yêu cầu liên quan đến việc mua sắm và hiện đại hóa quân sự hoặc đảm bảo sự ổn định bên trong bộ. Mặc dù các cuộc sa thải có thể không xảy ra ngay lập tức, vấn đề đang trở nên cấp bách hơn. Mới đây, lực lượng Nga giành kiểm soát thị trấn Uleda ở thành phố Nam Donetsk, nơi Ukraine đã biến thành pháo đài neo giữ một phần đáng kể của tiền tuyến quân đội Nga cũng đã tiến vào mọi chiến trường, trong khi cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga chưa đạt được bất kỳ mục tiêu nào mà tuyên bố công khai. Thưa quý vị, hàng nghìn người dân tại thủ đô Berlin của Đức vào ngày 3 tháng 10 đã biểu tình phản đối sự hỗ trợ quân sự của Đức cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Cuộc biểu tình diễn ra theo lời kêu gọi của một nhóm cực tả. Hàng nghìn người tham gia sự kiện đã dơ cao những điều ngữ như đàm phán không vũ khí, nói không với chiến tranh, chủ nghĩa hòa bình không ngây thơ, một số người còn cầm những tấm bảng với dòng khẩu hiệu phản đối Mỹ. Một trong những yêu cầu chính của người biểu tình là chính phủ Đức ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine, điều mà Kiev vốn rất cần trong cuộc chiến với Moscow. Sự kiện diễn ra một tuần trước chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới Đức kể từ thời cựu tổng thống Ronald Reagan vào năm 1985. Tổng thống Joe Biden dự kiến gặp các đồng minh của Ukraine tại căn cứ quân sự của Mỹ ở Rostov, phía tây Đức, để thảo luận về viện trợ vũ khí cho quốc gia Đông Âu lãnh đạo cực tả theo chủ nghĩa dân túy Sarah Wokenek, người tham gia biểu tình ở Berlin, từ lâu kêu gọi chấm dứt cung cấp vũ khí cho Ukraine và phản đối kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa của Mỹ ở Đức. Đức là quốc gia viện trợ quân sự cho Ukraine lớn thứ hai sau Mỹ, nhưng có kế hoạch cắt giảm một nửa ngân sách cho lĩnh vực này trong năm tới. Lập trường ủng hộ Nga, phản đối NATO của Wokenek đã góp phần giúp đảng của bà đạt được kết quả tích cực trong ba cuộc bầu cử ở bang miền Đông, giành được 12% số phiếu bầu ở Brandenburg. Đảng cực hữu của Đức cũng chỉ trích chính sách ủng hộ Ukraine mà chính phủ Thủ tướng Olaf Scholz đang áp dụng. Đảng cực hữu hồi tháng 9 gây chấn động khi giành chiến thắng đầu tiên trong cuộc bỏ phiếu quốc hội ở bang Thuringia và về thứ hai ở bang lân cận Saxony. Các lãnh đạo bang Saxony và Brandenburg cũng như lãnh đạo phe bảo thủ ở bang Thuringia đều kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine. Họ nhận xét các nỗ lực ngoại giao của Đức và Liên minh châu Âu cho đến nay là quá thiếu quyết đoán, thúc giục Berlin đưa Moscow vào bàn đàm phán. Ngày 3 tháng 10, Tân Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây Dương NATO, Mark Rutte, đã có chuyến thăm đến Ukraine, đây là chuyến thăm đầu tiên của ông trên công vị mới. Tại đây, ông Rutte đã có cuộc thảo luận với Tổng thống nước chủ nhà, Vladimir Zelensky, về kế hoạch chấm dứt xung đột tại Ukraine. Phát biểu tại họp báo chung ở thủ đô Kiev, Tổng thư ký Rutte tái khẳng định cam kết của NATO về việc Ukraine trở thành thành viên của khối. Ông nhấn mạnh, Ukraine đang gần NATO hơn bao giờ hết và sẽ tiếp tục lộ trình cho đến khi đạt được tư cách thành viên NATO. Ông Rút cũng nêu rõ việc thúc đẩy sản xuất công nghiệp, phục vụ quốc gia sẽ là ưu tiên hàng đầu của ông. Ông tuyên bố hỗ trợ Ukraine và bổ sung kho dự trữ của chúng ta đồng nghĩa với việc tăng cường sản xuất công nghiệp và đó sẽ là ưu tiên của tôi. Đó là lý do tại sao Western, các đồng minh đã nhất trí tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng của chúng ta. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine đang cần được đảm bảo về số lượng và chất lượng của các vũ khí, bao gồm cả vũ khí tầm xa, song các đối tác lại đang trì hoãn vấn đề này. Ông Zelensky cũng cho biết ông đã thảo luận với tân tổng thư ký NATO về tình hình chiến trường và kế hoạch chấm dứt xung đột tại Ukraine. Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh xung đột ngạo Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tháng trước, lãnh đạo các nước thành viên NATO, trong đó có Tổng thống Litva Gitanas Noseda, Chủ tịch Thượng viện Séc Malus Vaiso, Thủ tướng Latvia Evika Zelina, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Anh David Lamy đã đến Ukraine. Trong chuyến thăm, ngoại trưởng Mỹ và Anh cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, cụ thể, Mỹ sẽ cung cấp khoản viện trợ kinh tế mới trị giá 717 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Trong đó 50% sẽ dành cho cơ sở hạ tầng năng lượng khi mùa đông đang đến gần. Trong khi đó, ngoại trưởng Anh David Lammy tái khẳng định cam kết về việc cung cấp 600 triệu bảng Anh, 782 triệu đô la Mỹ cùng hàng trăm tên lửa đạn pháo và nhiều xe bọc thép mới cho Ukraine trong năm nay. Ngoài ra, Litva đã cam kết hỗ trợ 10 triệu euro, hơn 11 triệu đô la Mỹ để phát triển năng lực tấn công tầm xa của Ukraine, đặc biệt là thiết bị bay không người lái Balyansnitsia. Một quan chức Ukraine xác nhận, binh sĩ Nga đã tới được trung tâm của thị trấn Uleda, một thành trì quan trọng của Ukraine ở vùng Donbass. Video clip đăng trên mạng xã hội cho thấy, lính Nga vẫy cờ trên nóc một tòa nhà cao tầng, Reuters thẩm định video phù hợp với mẫu đường phố của thị trấn Uleda. Những hình ảnh cho thấy khói bốc lên từ đống đổ nát của thị trấn nhỏ bé này, này đã tan hoang sau những cuộc giao tranh và anh tạc. Về phía Ukraine, Vadim Vyraskin, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực Donetsk do Kiev bổ nhiệm xác nhận, đối phương đã ở sát trung tâm thị trấn. Theo ông, 107 người vẫn ở lại thành phố, trẻ em đã được sơ tán. Việc cung cấp viện trợ nhân đạo, Thuốc men và nước uống cho những người còn ở lại thành phố là vô cùng khó khăn. Chiến sự vẫn diễn ra khiến việc cung cấp nhân đạo tới Toreshka cũng gặp khó. 1.500 người vẫn còn ở lại đây và hầu hết họ không muốn rời khỏi nhà của mình. Trước đó có thông tin cho rằng quân đội Ukraine đang cố gắng rời khỏi Uleda trong khi chịu tổn thất lớn. Các lối thoát của quân đội Ukraine nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của lực lượng vũ trang Nga. Từ sáng ngày 1 tháng 10, hàng thông tấn Nga TASS cũng dẫn lời ông Vladimir Rogov, lãnh đạo phong trào thân Nga ở Zaporizhia cho biết, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát các phần phía Nam, phía Tây và phía Đông của Uleda trong các trận chiến và quân đội Ukraine chỉ nắm giữ phần phía Bắc của thành phố. Ông Rogov tuyên bố, quân đội Ukraine đã trốn chạy khỏi Uleda một cách hỗn loạn, đồng thời lưu ý con đường nông thôn duy nhất mà họ có thể chạy trốn đang bị lực lượng Nga pháo kích. Chính trị gia này cho biết thêm, những lá cờ ba màu của Nga đã được kéo lên ở độ cao do quân đội Nga kiểm soát ở nhiều khu vực khác nhau của Uleda. Ông nhấn mạnh, Uleda đang dần dần được giải phóng khỏi sự chiếm đóng. Trong một diễn biến liên quan, cựu trợ lý lầu năm góc Stephen Brien mới đây trong một bài báo trên tạp chí Weapon and viết rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang ra lệnh cho quân đội Ukraine tiếp tục tiến vào khu vực Kursk khi họ sẽ sớm từ bỏ vị trí ở Uleda. Ông Brinkman lưu ý, Uleda sẽ là một chiến thắng tâm lý và quân sự quan trọng nhất đối với người Nga khi họ đạt được thành công. Trong khi đó, ông Zelensky tiếp tục đưa quân vào khu vực Kursk. Trong khi đó, quân đội Nga cho biết các đơn vị của họ ở tỉnh biên giới Kursk đã đẩy lui hai cuộc phản công do phía Ukraine thực hiện nhằm vào khu định cư Prekhovo, cũng như ngăn chặn hai nỗ lực xâm nhập xuyên biên giới của lực lượng vũ trang Kiev nhằm vào khu vực Novipus. Thông cáo từ quân đội Nga nêu rõ, các đơn vị của chúng tôi tiếp tục tấn công vào nhân lực và khí tài của đối phương ở các khu vực Poranovka, Kuyevo, Darino, Zelenskia, Liubimovka. Ngoài ra, một kho hậu cần của đối phương nằm ở tỉnh Sumy, Ukraine cũng bị các chiến cơ Nga tập kích. Cựu phó trợ lý lầu năm góc nhận định, chính phủ của ông Zelensky dường như đang bị căng thẳng nghiêm trọng và tiếp tục theo đuổi những mục tiêu vượt quá khả năng của mình. Riêng Tổng thống Zelensky đang ra lệnh cho quân đội tiếp tục tiến vào Kursk là một hành động khá kỳ lạ. Ông Harry Tabaker, cựu tham mưu trưởng phái bộ quân sự tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Moscow, trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Lanatut gần đây đánh giá, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã khiến một nửa nước Mỹ chống lại Ukraine vì chuyến đi tới Pennsylvania. Các thành viên đảng Cộng hòa coi sự kiện này là can thiệp vào cuộc bầu cử. Ông Zelensky bắt đầu chuyến công du Mỹ vào ngày 22 tháng 9 bằng chuyến thăm nhà máy sản xuất đạn dược ở Scranton, nơi ông đi cùng với các đại diện của Đảng Dân Chủ. Trong bài phát biểu của mình, ông Zelensky cũng chỉ trích quan điểm của ứng cử viên cho chức vụ phó tổng thống Mỹ thuộc Đảng Cộng Hòa Jen David Van về việc xung đột ở Ukraine. Ông Tabakar ý, ông đã đạt được điều đó, làm tốt lắm, tôi xin chúc mừng ông. Bây giờ, hơn một nửa số người Mỹ đang tức giận với ông. Ngày 26 tháng 9, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã yêu cầu tổng thống Zelensky cách chức đại sứ Ukraine tại Mỹ vì đã tổ chức chuyến thăm nhà máy của ông. Đồng thời gọi chuyến đi này là sự can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Ông Tabaker kêu gọi chú ý đến giọng điệu trong bức thư của ông Johnson, trong đó có yêu cầu trực tiếp tới ông Zelensky. Ông Tabaker chỉ ra rằng chủ tịch Hạ viện là một chính trị gia và nhà ngoại giao khá giàu kinh nghiệm, không dễ bị cảm xúc chi phối, nhưng ông tin rằng lần này phản ứng của ông Johnson đã tỏ rõ thái độ tức giận của ông. Như sĩ quan Tabaka lưu ý, ông Zelensky bằng hành động của mình đã đứng về phía đảng Dân Chủ trong cuộc đấu tranh chính trị nội bộ của Mỹ và ông đã nhận được phản ứng tương xứng từ đảng Cộng Hòa. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bellier Jetung ngày 1 tháng 10, Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Pháp Benjamin Haddad cho biết, nước này hiện không loại trừ khả năng triển khai binh sĩ tới Ukraine. Hồi tháng 2 năm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lần đầu tiên đề cập tới khả năng đưa quân NATO đến Ukraine nhưng đã vấp phải sự phản đối đáng kể từ các nước thành viên khác trong liên minh quân sự. Ông Haddad lưu ý, Tổng thống Macron vẫn giữ nguyên quan điểm trên, lưu ý thêm rằng các đồng minh phương Tây nên cân nhắc cụ thể đến các sứ mệnh trợ giúp huấn luyện binh sĩ cho Kiev. Khi được hỏi liệu ông có quan ngại về khả năng leo thang xung đột hay không, lãnh đạo có vấn đề châu Âu của Pháp đổ lỗi cho Nga ngăn chặn mọi nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng bằng ngoại giao nếu kịch bản xấu xảy ra. Ông Haddad khuyến nghị phương Tây nên ngừng vạch ra các làn danh đỏ cho chính mình trong ứng phó với Moscow. Quan chức này cũng ủng hộ việc cho phép quân Ukraine sử dụng các tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga. Moscow hiện chưa lên tiếng bình luận về phát biểu mới của Bộ trưởng Pháp. Tuy nhiên, hồi tháng 5, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov từng cáo buộc quan điểm của Tổng thống Pháp Macron rất nguy hiểm. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cảnh báo việc điều động lực lượng phương Tây tới Ukraine có thể dẫn tới xung đột nghiêm trọng ở châu Âu và một cuộc xung đột toàn cầu. Quốc hội Rumani trong phiên họp toàn thể chung hôm 1 tháng 10 đã phê duyệt việc thành lập một trung tâm huấn luyện cho lính thủy đánh bộ Ukraine với 233 thành viên quốc hội ủng hộ, 18 đại biểu bỏ phiếu chống và 25 đại biểu bỏ phiếu trắng. Theo quyết định, trung tâm sẽ hoạt động trong 2 năm và Rumani có quyền chấm dứt cam kết bất kỳ lúc nào trong quá trình đào tạo hoặc sau khi thời hạn thỏa thuận kết thúc. Những đóng góp từ cộng đồng quốc tế sẽ giúp duy trì hoạt động của trung tâm, trong khi anh sẽ cung cấp toàn bộ kinh phí và hỗ trợ lập kế hoạch cho quá trình phát triển ban đầu của trung tâm này. Trước đó, trong một lá thư gửi quốc hội vào ngày 19 tháng 9, Tổng thống Rumani Klaus Iohannis đã nhấn mạnh đến nhu cầu tăng cường và đa dạng hóa hoạt động huấn luyện cho lực lượng vũ trang Ukraine trước những diễn biến căng thẳng thời gian gần đây liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông Iohannis cho rằng, Rumani có khả năng tổ chức một cơ sở huấn luyện hàng hải trên lãnh thổ nước này, cũng như hỗ trợ quá trình huấn luyện cho lực lượng lính thủy đánh bộ Ukraine trong phạm vi năng lực hiện tại. Giới chuyên gia cho rằng, việc thành lập trung tâm huấn luyện cho lính thủy đánh bộ Ukraine tiếp tục cho thấy nỗ lực và quyết tâm của Rumani cũng như các đồng minh NATO khác trong việc hỗ trợ và giúp đỡ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.